tiết ra những cái chất để tiêu hóa. Tức nghĩa nếu cái ruột non anh, thí dụ cái ruột anh mà nó hỏng á, thì nó cũng không tiêu được. Đó, thì cái đường ruột tốt nè, rồi sau đó gan với thận nếu anh phải, nó phải khỏe nữa, rồi nó tiết ra nó hỗ trợ tiêu hóa, tức nghĩa là nguyên một cái bộ đồ lồng trong chẩm, tức nghĩa là nguyên cái hệ thống nó phải khỏe luôn thì nó mới ra cái phần tốt được, chứ không phải là ăn âm hay dương gì đâu. Ăn âm hay dương đi. Bởi vì anh thấy để ý coi, nếu mà những đứa trẻ nó còn khỏe, nội tạng nó còn mạnh thì nó ăn bất cứ gì nó vẫn phân nó vẫn tốt. Tại vì âm quá hay dương gì nó cũng đi phân tốt như thường. Anh đồng ý không? Đó, tại do cái bộ máy mình nó yếu cho nên nó đi ăn âm quá cái dương quá nó ra không có đúng thôi. Tất cả đều do cái bộ máy bên trong mà. Không thiệt. Âm dương thì cũng có thiệt. Thì trước đây anh ăn uống linh tinh không, anh ăn đồ âm luôn chứ biết tự dưỡng. Chứ anh có hiểu vậy, hai năm nay còn đi phân. Ví dụ anh đi uống bia nè, uống bia nó có chất đặc biệt, cái bia á, cái bia nó làm từ lúa mạch thì nó lên men, nó có cái chất là cái đạm, cái adenine đó là một cái đạm protein của cái lúa mạch. Thì ví dụ vậy đó, nó vô nó làm phá cái đường ruột anh, phá trực tiếp cái đường ruột anh, cái đó anh đâu biết đâu. Ngoài ra cái ancol này dĩ nhiên nó phá gan rồi, nó phá vô nó phá gan rồi ha, nó tạo những cái chất độc như acetaldehyde rồi vô nó phá não, phá gì tùm lum, nhưng mà nó trực tiếp nó phá ngay cái đường ruột của mình. Thì cái đường ruột anh hỏng rồi sao anh đi tiêu chảy ra chắc rồi. Nhưng mà có cái hay lắm, thiên nhiên nó tính hết. Thí dụ cái nổi từng bộ phận mình, nó thí dụ đường ruột đó là nó chính, thì trong vòng 3 ngày nó thay đổi tế bào này. Nhưng mà nếu 3 ngày á, trong 3 ngày đó anh đừng phá tiếp nó nè. Thế nên ăn bữa về nhìn cứ 3 ngày ăn bữa xong nhìn 3 ngày thì ăn tiếp. Khá hồ ăn, không phải không bị tìm hãng. Đúng thế thôi. Chị Trâm biết hôm rồi anh còn bị táo bón đấy. Hả? Thì táo bón mới lại nát nó cũng là hai cực của một vấn đề thôi. Không, nhưng mà sau đó thì phân rất là chuẩn. Thậm chí mấy hôm nay đi vệ sinh cũng không cần phủ giấy mà. Rồi, thì tại vì em vẫn sử dụng 30 tỷ vi khuẩn đó. Đúng rồi. Đó. 30 tỷ vi khuẩn là nó hỗ trợ tiêu hóa luôn. Hỗ trợ chung tiêu hóa luôn.